Chào các bạn đã trở lại với kênh Cắt Thời Gian. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái món lẩu cua nha. Ở đây mình có tầm khoảng nửa ký cua và 4 lạng giò heo và một ít gạch cua, ít nấm rơm và một ít nấm bông tiết. Ở đây mình có ít tỏi, ít ớt và 5 cái trứng lộn, 2 củ cải, 1 củ quả rốt và 1 củ hoa sen nha các bạn. Và rau để mình ăn kèm thì mình có mướp và bông thu đũa với lại mồng tơi. Gia vị thì mình có muối, đường, bột ngọt và nước mắm cà no. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cách làm. Thông thường thì các bạn sẽ dùng cái xương ống để hầm cho ngọt nước. Như hôm nay mình đi chợ không có xương ống thì mình sẽ dùng cái giò heo để thay thế xương ống ha các bạn. Thì cái phần giò heo này mình sẽ đưa vào trong cái bếp. Bên bếp mình có bắt sẵn một cái nồi, mình sẽ đưa vô và sẽ trụng cái phần giò heo này. Khi các bạn trụng rồi mình sẽ vớt ra rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm. Còn những cái này mình chưa dùng thì tí xíu nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn sau. Bắt lên đây một lò nước, hiện tại lò nước bây giờ nó đang sôi thì các bạn sẽ cho hết cái phần giò heo này vô để mình trụng sơ nó đi các bạn. Các bạn nấu lên cho nó sôi, mình các bạn nấu lên sôi xong rồi mình sẽ vớt nó ra ha. Thời gian mình đợi cái phần giò heo nó sôi lên thì các bạn ơi, phần mướp chứ về phần bông thu đũa với lại mồng tơi thì mình chưa làm, thì mình sẽ để vào ăn nước để cho nó có nước nó tươi. Thì các bạn để trong đây thì mình nấu bếp lửa nó nóng lên á thì nó sẽ hư hết nha. Thời gian đang đợi thì mình sẽ dùng cái cua này, mình sẽ cho nước vào và sẽ lược đi rồi mình sẽ đưa ra sau các bạn. Giờ giò nó đã sôi lên các bạn. Đó. Thì các bạn thấy không? Cái phần bọt nó nổi lên rất là nhiều thì mình sẽ tắt ra và sẽ đổ cái phần nước này và rửa sạch đi ha các bạn. Ở bên cạnh mình có bắt thêm một cái nồi nước để một tí xíu các bạn rửa sạch rồi mình sẽ đem cho vào nồi nước nấu ha. Ở bên đây các bạn bắt một nồi nước thì mình đã rửa sạch cái phần giò này thì các bạn cho hết vào cái nồi nước này để nấu nha. Các bạn cho hết vô nồi nước thì mình sẽ cho vào đây là tầm khoảng một muỗng cà phê muối hột nha các bạn. Và nửa muỗng cà phê bột ngọt. Thì các bạn cái nấu này cho nó sôi lên, mình sẽ đi lược cua trước xong rồi mình sẽ cắt rau củ sau nha các bạn. Mình lược cái phần cua này xong rồi các bạn. Thì ở đây mình cho vào đây một ít muối. Và một ít bột ngọt. Thì mình cho vào một ít muối, một ít bột ngọt rồi thì giờ mình sẽ bắt cái phần cua này lên bếp mình nấu cho nó sôi nha. Phần thời gian đợi trên bếp cho nó sôi cái phần cua và nó mềm cái phần giò thì ở đây các bạn sẽ bào củ cải nha. Củ cải thì mình sẽ bào củ cải và củ cà rốt mình bào hết ra ha các bạn. Đó thì các bạn bào hết ra như vậy. Củ cải thì các bạn chọn cái củ ngon một tí xíu, còn sáng mình đi chợ ngoài đây nó có cái củ hơi nhỏ nhỏ thôi đó nên mình mua cái củ nhỏ. Còn nếu các bạn nào mua cái củ tương tương bằng cái củ cà rốt bự bự dài dài một tí xíu này để mình dễ phải làm á. Khi các bạn tỉa bông nó cũng đẹp nè. Nó cứ vậy các bạn cạo hết, bào hết cái phần vỏ hai phần củ này đi. Khi mình bào xong hai phần này thì các bạn cho qua một bên. Thì các bạn sẽ đi bào cái phần củ hoa sen luôn nha. Hoa sen thì các bạn cắt chứ phần dưới và cắt luôn cái phần này. Thì các bạn sẽ bào hết cái phần này ra. Thì các bạn bào nó hơi mỏng mỏng tí xíu hoặc mình bào nó sẽ vô trong á. Như cái này nó hơi nhỏ, mình bào phạm này nó sẽ vô trong nè các bạn. Đó nên các bạn bào cho nó hơi mỏng mỏng một tí xíu thôi nha. Thì các bạn bào cho hết củ này với lại một cái củ hơi trung trung kia nữa à. Mình bào xong mấy cái phần củ đây thì các bạn sẽ đi rửa. Để rửa mấy phần cũ này còn nắm tí xíu nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn sau nha. Thì khi mình rửa xong rồi thì các bạn sẽ sắt. Các bạn sẽ sắt cái phần củ sen trước. Thì cái phần củ sen này các bạn sẽ sắt theo lát nha. Mình sắt thì cái bên mình có một cái thau nước thì các bạn cho vào đây một ít muối hột. Một ít muối hột vào trong cái tô nước của mình thì các bạn sắt theo lát của củ sen này. Thì ví dụ nó cái đầu trên thì nó bự thì các bạn sẽ sắt khoanh. Các bạn sắt khoanh hơi dày dày một tí xíu. Các bạn thấy không? Sắt khoanh ra cái hình lỗ rất đẹp nè. Mình sắt hết từ khoảng hai cái củ này nha các bạn. Thì sắt xong các bạn cho vào thau nước muối. Còn cái phần này nó hơi nhỏ nhưng mình sẽ sắt xéo nè. Nó hơi nhỏ quá thì các bạn sắt xéo để cho nó bự bự một chút xíu á.
thì mình cũng cho một con nước luôn. Còn cái phần củ này nó bự nè các bạn, thì các bạn sẽ xắt khoanh nó nha. Xắt khoanh vừa thôi, không cần dày lắm nha, cũng không có mỏng lắm. Thì xắt xong các bạn cho vào thêm nước muối. Còn lại cái phần cà rốt với lại phần củ cải nè các bạn, thì mình sẽ tỉa bông. Thì bây giờ cái củ này hơi dài, cái dao các bạn ngắn thì các bạn sẽ chẻ ra làm đôi. Các bạn sẽ chẻ ra làm đôi, mình sẽ tỉa bông có phần củ cải này. Củ cải này là tại vì mình hầm chút mình lấy luôn á các bạn, chứ không phải là mình hầm mình lấy cái nước không á. Nó còn giò thì mình hầm cho ngọt nước. Nếu như các bạn nào thích thì các bạn sẽ bỏ phần giò vô để ăn, mà nếu các bạn nào không thích thì các bạn sẽ dùng cái nước thôi. Thì mình thời gian các bạn làm cái bông này thì các bạn đợi cái phần cua nó sôi lên á. Đó, thì cứ như vậy các bạn tỉa cho hết hai củ cải và một củ cà rốt luôn nha. Khi các bạn tỉa xong rồi thì mình sẽ cho cái phần tô xuống dưới này, thì các bạn sẽ sắt hết cái phần cà rốt này nha. Các bạn sắt tầm khoảng vừa chứ đừng có dày quá, đừng mỏng quá cỡ này nha các bạn. Thì các bạn sẽ sắt hết cái phần cà rốt và phần củ cải ra luôn nha. Giờ mình đã sắt xong cái phần cà rốt đây rồi các bạn, thì mình sẽ cho vào một cái nồi nước của mình đang nấu nha. Cái nồi giò mình đang hầm đây, thì các bạn cho hết cái phần củ cà rốt và phần củ cải vô. Thứ nhất là cái phần củ cải để cho nó ngọt nước và nó sẽ trong cái phần nước đi. Đó, các bạn cho hết vô trong đây. Thì bây giờ các bạn sẽ đến kiểm tra cái nồi cua thì nó sôi chưa nha. Nồi cua mình bắt ở bên bếp bên này nè các bạn, bây giờ nó đã sôi thì mình đong để được lửa nhỏ. Nếu các bạn dặn được lửa lớn lên thì nó sẽ trào, thì các bạn hạ lửa nhỏ xuống thì nó sẽ từ từ. Mình sẽ dùng một cái giá và quậy đều nó lên nha. Bên cạnh đây mình có một cái giá thì các bạn cứ cho độ lửa đon nhỏ, các bạn quậy đều nó lên đó. Các bạn thấy không, cái phần cua nó nổi lên tất phần riêu á các bạn, chứ không phải phần bọt. Hay chút các bạn sẽ lắng cái phần bọt này nè, mình sẽ hớt qua bỏ. Và bây giờ mình sẽ quậy cho cái phần riêu cua nó nổi lên trước đó đã. Đó, cái này là riêu cua thiệt sự chứ mình không bỏ trứng nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tắt ga và sẽ cho cái nồi nước cua này qua bên cái nồi nước của giò này để mình nấu chung á các bạn. Các bạn cho phần cua vô cái nồi nước mình nấu á, thì mình sẽ dùng cái đồ lược mình lược cái phần cua lại, còn mình lấy cái phần nước để cho bên kia nấu thôi nha các bạn. Thì các bạn chét hết cái phần cua mình á vô trong một cái rây nè. Đó các bạn thấy không, các bạn chét hết ra một cái rây. Hiện tại là nó đang rất là nóng nha các bạn, tại vì trên nồi mình nãy xuống nó rất là nóng. Cái nước một của cua là nó hơi có màu này nè các bạn, nó có màu gạch rồi đó. Thì được bao nhiêu riêu rồi mình sẽ chừa lại và dớt vào một cái chén để ra nha các bạn. Còn cái phần nước này thì mình sẽ đổ hết vô trong cái nồi để mình nấu. Phần nồi nước của mình thì mình bỏ cà rốt với củ cải vô rồi, thì bây giờ các bạn sẽ đổ hết cái phần nước cua nãy mình lược vô trong đây mình nấu là nó sẽ hơn nửa nồi nước luôn nè các bạn. Nó rất là thơm cái mùi cua luôn. Thì các bạn quậy đều lên một tí xíu. Và mình sẽ để cho phần củ mình nó sôi và nó chín nha. Thì thời gian đợi thì mình sẽ quay qua và làm nấm và sẽ ngâm nấm đi nha các bạn. Chuẩn bị mình quay qua mình làm nấm á các bạn, thì cái phần riêu cua thì ở đây có một cái khay, các bạn sẽ đập một cái trứng vịt vô đây nha. Đó, khi các bạn đập một cái trứng vịt vô thì các bạn sẽ quậy đều, dùng một cái cây đánh trứng các bạn quậy đều nữa ra. Mình quậy đều nó ra thì mình sẽ cho cái phần cua vô ha các bạn. Khi các bạn đã đánh đều cái phần này lên thì mình sẽ cho vào đây một ít bột ngọt trước nè. Các bạn cho một tí bột ngọt. Và mình sẽ cho vào một tí đường ha các bạn. Tí đường để cho nó dịu cái phần riêu mình đó. Còn nếu các bạn nào không ăn đồ đường thì các bạn sẽ giảm phần đường đi. Thì mình sẽ cho vào đây một ít nước mắm để khỏi cho muối nha. Mình cho một ít nước mắm. Thì các bạn sẽ đánh tan cái phần nước mắm và bột ngọt đường ra. Thì khi đánh tan rồi thì cái phần riêu này các bạn sẽ cho hết vô trong cái khay nè. Khi cho vô thì mình không cần đánh nữa ha các bạn. Thì các bạn sẽ dùng cái muỗng các bạn tả cái phần riêu này ra chung với lại cái phần trứng. Và các bạn sẽ đưa lên hấp, thì thông thường cái này nó ít quá thì các bạn có thể hấp ở trong một cái chén cũng được. Nhưng mà mình bỏ rồi rời ra cái khay để một hồi mình lấy cái muỗng mình chấm ra cho nó ngon á các bạn. Đó, thì các bạn sẽ tản hơi rồi rời ra.
Thì bếp bên kia mình có một cái nồi hấp sẵn rồi, bây giờ mình sẽ bắt là mình hấp cái phần này cho nó chín nha. Khi nó chín rồi thì mình sẽ đem ra hướng dẫn các bạn tiếp. Trên đây mình đang có một cái thau nước các bạn, mình sẽ cho vào đây một ít muối. Khi các bạn cho muối rồi vô rồi thì mình sẽ làm cái phần nấm này nè các bạn. Các bạn sẽ cắt cái phần cuốn như vậy nè. Bạn sẽ cắt hết và thả vào cái thau nước để mình ngâm muối đi tí xíu rồi mình sẽ rửa sau. Đó thì tầm khoảng ở đây là 3 lạng nấm nè các bạn. Đó, thì các bạn sẽ cắt cho nó hết và thả vào nước ngâm hết nha. Thả hết vào thau nước ra các bạn ngâm rồi thì còn cái nấm tiết nè các bạn, thì các bạn sẽ cắt nó ra luôn. Khi bạn cắt cái phần nấm này ra nè là nó có cái gốc nè. Đó các bạn không? Thấy nó có gốc không? Thì nó có cái gốc này thì các bạn sẽ cắt cái phần gốc này. Đó. Mình cắt nó và các bạn sẽ thả vào cái thau nước muối ngâm chung nha. Để một tí xíu nữa mình sẽ rửa ra sau. Thì bây giờ các bạn ngâm chung rồi thì các bạn sẽ để qua một bên, rồi mình sẽ đi bầm cái phần tỏi để mình khử cái phần gạch lên đó các bạn. Bây giờ chuẩn bị mình sẽ đi đâm cái phần tỏi, thì cái phần hoa sen của mình đây này, cái mình sẽ phần củ sen các bạn mình sẽ bỏ vào trong nồi nước để nấu chung. Thì mình sẽ kiểm tra nồi nước cái nào có bọt thì các bạn sẽ hớt nó đi. Tại vì phần này bây giờ nó sôi các bạn, nó sôi quá này thì nó có nổi cái bọt này, mình sẽ hớt nhẹ cái phần bọt ra rồi sẽ bỏ nó đi nha các bạn. Đó các bạn ha. Cái phần hơi nâu nâu là cái phần củ cà rốt nó có màu ra và phần màu cua đó các bạn, thì mình sẽ vớt hết cái phần bọt này sẽ bỏ nó. Các bạn bỏ hết cái phần bọt này rồi thì mình sẽ cho hết cái phần hoa sen này vô, củ sen này vô mình nấu nha các bạn. Đó, các bạn cho hết cái phần củ vô luôn. Thì các bạn nấu chung với cái phần giò này cho nó mềm và cho nó ngọt nước. Thì sau khi các bạn đợi nấu cái phần này á, thì mình sẽ đi đập tỏi và để làm cái gạch cua đó các bạn lên cho nó tạo màu á. Tỏi thì ở đây mình dùng tầm khoảng 6 cái tép tỏi nhỏ nhỏ nha. Đây thì khi các bạn cắt ra thì các bạn lấy cái dao ấn nhẹ là nó sẽ bể ra. Tại vì nhà có con cua nhỏ các bạn. Giờ này là mình nấu cơm trưa là nó ngủ á, nên là mình sẽ không thể nào đập mạnh được, thì mình sẽ dùng cái dao và ấn nhẹ. Còn nếu các bạn nào có đồ đập thì các bạn sẽ đập sơ qua một tí xíu là nó sẽ nhỏ ra. Và mình sẽ lột hết cái phần này ra nha các bạn. Các bạn lột ra và mình sẽ bầm cho nó nhỏ. Mình bầm cái phần tỏi này nhỏ vừa thôi thì các bạn sẽ cho vào trong một cái chén thịt nhỏ để một hồi tí xíu mình sẽ khử lên đó. Rồi thì xong cái phần này. Thì xong rồi thì các bạn sẽ lột bỏ phần cuống của trái ớt này đi nè các bạn. Để mình dùng cái trái không thôi đó. Thì các bạn sẽ cho 5 quả trứng vịt lộn ra ngoài đây. Đó, các bạn đặt hết ra trong cái phần dĩa này với một ít tỏi. Thì các bạn lột luôn cái phần ớt này. Thì các bạn bẻ cái phần cuống thôi nha. Thì bẻ phần cuống mình sẽ để ra ngoài cái dĩa trứng luôn. Thì các bạn nấu trong một cái nồi lớn này tí xíu mình sẽ múc ra. Nếu như gia đình các bạn ăn cay được thì các bạn sẽ dùng ớt và ớt kim nữa đó thì nó ngon hơn á. Ớt này ớt hiểm các bạn sẽ dùng ớt kim. Còn nhà các bạn nào không có con nhỏ thì các bạn bỏ luôn vào trong cái nồi đó thì nhìn nó cũng hấp dẫn và ngon hơn. Thì bây giờ mình lặt hết cái phần cuốn này rồi thì các bạn sẽ rửa phần ớt này cho nó sạch. Rồi mình sẽ kiểm tra cái nồi nước với lại cái nồi riêu của mình đang hấp nha các bạn nha. Và sẽ làm cái rau. Khi mình làm cái phần rau mình rửa sạch rồi mình sẽ đưa lên luôn. Thì mình đang để đồ lửa nhỏ. Thì các bạn đồ lửa nhỏ thì nó sẽ sôi như vậy. Các bạn sẽ vớt cái phần mình lên coi nè. Đó các bạn thấy không? Cái phần giò heo và phần củ sen nè các bạn. Đó. Thấy rất là ngon không? Phần củ cải và phần củ cà rốt nữa thì bây giờ mình sẽ để trong nồi và nấu thêm một tí xíu nữa. Thì các bạn có thể thử thêm cái phần giò thì nó hơi mềm mềm rồi, các bạn nóng quá. Thì các bạn thử hơi mềm mềm rồi bây giờ mình sẽ để trong cái phần nồi này nấu cho nó sôi một tí xíu. Thì ở bên cái nồi riêu thì bây giờ mình sẽ kiểm tra cái nồi riêu rồi mình sẽ đi làm rau luôn thể một lần ha các bạn. Nồi riêu ra bây giờ mình sẽ dỡ dung và kiểm tra. Đó, các bạn thấy không? Nó rất là ngon luôn nè. Ừ, mình sẽ cho máy sát là một tí hơi nóng quá nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ để cho nó sôi và chín một tí xíu nữa. Xong rồi mình sẽ tắt ra và vớt ra sau ha. Nấm này thì mình cũng sẽ đi rửa và xả cái nước muối này ra. Và sẽ đem lên chung một lần với lại rau luôn. Thì bây giờ nó sôi được một chập này. Các bạn có thể nêm nếm theo khu vị gia đình mình. Hồi nãy thì mình sẽ cho một tí muối và một ít bột ngọt rồi. Thì bây giờ các bạn sẽ cho vào đây là một muỗng cà no. Nếu các bạn nào không ăn cà no thì mình sẽ giảm cái độ cà no lại ha. Thì các bạn nêm cà no xong rồi thì các bạn sẽ cho vào đây tầm khoảng là nửa muỗng cà phê đường. Đó thì khẩu vị của mình là khẩu vị chung.
Bây giờ thì cái này đã vừa ăn, còn nếu mà nhìn các bạn cái đồ ăn nó hơi nhạt một tí xíu thì từ đầu các bạn sẽ đem nó nhạt hơn, và các bạn ăn đậm vị hơn một tí xíu thì bây giờ các bạn sẽ có thể nêm thêm một tí mắm hoặc là một tí muối, cái đó là tùy các bạn. Còn bây giờ thì mình sẽ cho vào đây một ít nấm rơm, thì các bạn sẽ lựa cái phần nấm rơm mà hơi nhỏ nhỏ, các bạn cho vào tầm khoảng 4-5 cái nấm thôi, còn lại một tí xíu nữa mình sẽ xếp lên phần rau á. Các bạn cho vào đây một ít nấm, thì mình sẽ cho cái phần này nó sôi đi một tí xíu. Bây giờ mình sẽ đi khử cái phần gạch cua ha các bạn, mà tạo gạch cho nó có màu một tí xíu á. Thì bên đây mình sẽ bắt một cái chảo lên, các bạn cho vào đây một ít dầu ăn. Khi cho dầu ăn vô thì các bạn để phần dầu ăn với phần chảo thiệt nóng nha, phần dầu ăn và phần chảo nóng đều, thì các bạn cho hết tỏi vô. Khi cho tỏi vô thì mình sẽ khử cho cái phần tỏi mình nó đổi màu đi nha các bạn, nó đổi màu là nó sẽ thơm cái phần tỏi. Giờ cái phần tỏi này đã đổi màu và nó thơm mình nè các bạn, thì các bạn sẽ cho hết cái phần gạch cua vô. Các bạn cho phần gạch cua vô là các bạn đảo đều nó lên, đó, cái phần gạch nó đã ra màu nè các bạn thấy không. Mình sẽ đảo đều và cho lửa lớn lên cái để cái gạch mình nó sẽ ra cái màu đẹp một tí xíu đó. Còn cái chén hồi nãy đựng gạch này mình sẽ trắng một ít nước và sẽ cho hẳn vô luôn. Giờ thì cái gạch nó đã ra màu thì các bạn sẽ tắt ga. Khi mình tắt ga rồi thì các bạn lấy cái phần gạch này các bạn đổ vào trong cái nồi nước lẩu của mình á. Chét hết cái phần gạch vào trong cái nồi nước lẩu mình. Đó là nó sẽ tạo thành cái màu rất là đẹp luôn, nên các bạn khỏi phải bỏ có màu gì hết á. Chỉ xay cua rồi các bạn lấy cái mu á, ở trên cái mu cua đó về xong các bạn lấy cái mu đó ra làm cái màu của cái cua, thì ở trong cái chảo còn một ít á thì mình sẽ cho mấy nước vào tráng qua đó các bạn thấy không? Thế lên cái màu rất là tự nhiên luôn. Thì bây giờ mình sẽ đi sắc rau và sắc nấm nha các bạn. Phần này mình đặt một cái khay các bạn, thì cái khay đó các bạn sẽ cho mồng tơi nè. Để mồng tơi lên nghe các bạn. Cái khay của mình các bạn sẽ đặt ít mồng tơi lên. Đây các bạn đặt tầm khoảng vừa thôi. Đặt nhiều quá là nó sẽ rớt ra phần ngoài nè. Đó các bạn thấy không? Cái mồng tơi rất là ngon. Thì các bạn đặt một ít mồng tơi và đặt một ít bông su đũa nha. Đây cái phần này các bạn đặt bông su đũa. Rồi còn phần này thì mình sẽ sắc mướp và cho cái phần mướp vô. Thì đây mình sẽ đặt kế tiếp cái tấm thớt của mình đó các bạn. Mướp để dùng này thì các bạn sẽ chấn nó ra làm đôi. Thì các bạn sẽ úp cái phần mướp lại, mình sẽ sắc xéo. Tại vì các bạn dùng này thì sắc vừa, không dày quá, không mỏng quá. Thì sắc hơi xéo xéo để cho cái phần mướp mình nó bự ra và nó sẽ dài lên một tí xíu đó các bạn. Thì khi các bạn sắc xéo rồi thì các bạn xếp vô trong cái phần dĩa luôn. Và mình sẽ múc ra ngoài tầm khoảng một cái nồi nhỏ nha các bạn. Tại vì mình nấu có phần ớt là con mình sẽ không ăn được, nên mình sẽ không cho chung hết cái nồi lớn. Thì cái phần này xong là các bạn sẽ sắc nấm. Đây cái phần nấm này thì nó dài, các bạn để nguyên cây luôn. Thì mình sẽ tỉa ra cái phần dĩa. Và còn lại cái phần nấm rơm. Cái phần nấm rơm này thì các bạn sẽ sắc nó ra làm đôi nha. Bây giờ các bạn sẽ sắc ra làm đôi. Hồi nãy mình có bỏ vài cục hơi nhỏ nhỏ vào trong một cái nồi lẩu của mình rồi đó. Cái nồi nước hơi lớn á, thì giờ các bạn sẽ chấn ra làm đôi như vậy. Thì mình sẽ để kế một bên của cái phần nấm này luôn. Thì các bạn để kế một bên thì sau lại mình sẽ múc ra và cho lên một cái bếp ga nhỏ để mình nấu có thêm ít trứng lộn nữa đó các bạn. Thì ở đây mình có một cái nồi, bây giờ cái nồi là các bạn dùng cái nồi đất để làm nồi lẩu nó nóng được lâu hơn, thì mình sẽ múc ra cái phần nồi đây ha các bạn. Thì bây giờ các bạn sẽ múc ra này, riêu thì mình cũng đã hâm chín rồi, thì nếu các bạn nào thích thì các bạn sẽ dùng cả cái xương vào đây, còn nếu các bạn nào không thích thì mình sẽ ngưng cái phần xương lại nha, mình không bỏ vô đây cũng được. Đây thì giờ mình sẽ múc vào trong cái nồi này các bạn. Phần củ cải, phần nấm và phần củ cà rốt, cho một ít cái
củ sen nữa cho nó ngon, thì các bạn múc vào đây thêm nước để cho cái phần nước nó hơi đầy một tí xíu đó các bạn. Như mình nấu ấy, nếu các bạn nào không thích thì các bạn sẽ bỏ cái phần xương ra, còn nếu các bạn nào thích thì các bạn sẽ để nguyên cái phần xương ở trong đây, để có khi các bạn thích thì các bạn cạp cho nó ngon cũng được á. Còn nếu các bạn không thích thì mình sẽ bỏ phần xương ra bên ngoài. Thì cứ vậy các bạn múc cho phần nửa cái nồi nước nha. Giờ mình đã múc ra phần nửa nồi nước rồi thì các bạn cho vào đây một ít hành củ. Tại vì trong cái nồi lớn á, con nó không ăn được nên mình sẽ không cho những cái này nha các bạn. Còn cái nồi này thì mình ăn được thì các bạn sẽ cho vô, mình cho vào ít ớt trái. Đó thì cái phần ớt trái này các bạn sẽ tản nó ra. Và sau lại á, thì các bạn sẽ cho vào đâu riêu. Riêu thì mình đã hấp chín rồi, các bạn sẽ cắt lên từng miếng. Đó, các bạn dùng cái muỗng các bạn cắt lên từng miếng nè. Vừa riêu vừa trứng nó rất là ngon. Thì các bạn hấp trong cái chén thì cái độ dày nó lên tí xíu. Còn mình hấp ở trong cái sửng á, thì nó mỏng á, các bạn nó hơi ít riêu á. Cái này mình tầm khoảng cả 1 ký riêu á, thì nó rất là nhiều. Nên mình, ở đây mình dùng có nửa ký thôi các bạn. Đó thì các bạn cho cái phần riêu vô trong cái nồi lẩu của mình như vậy. Thì bây giờ mình sẽ bật một cái bếp ga nhỏ lên để mình quay cho các bạn. Khi các mình bật bếp ga nhỏ lên thì mình sẽ cho một ít trứng lộn vào nha các bạn. Thì bây giờ mình đặt lên một cái bếp ga thì mình sẽ bật ga lên nha các bạn. Thì cái bếp ga này là bếp ga mini. Thì mình sẽ bật lên tại vì lửa nó không ăn nên mình phải mồi thêm một tí xíu á các bạn. Thì các bạn bắt cái phần ga lên, các bạn nấu cho cái phần nồi đất này nó sôi, thì không mấy thì mình sẽ đẩy cái phần dung lại cho nó nhanh sôi ha. Thời gian mình đang đợi cái bếp ga nó sôi cái nồi đất thì mình sẽ cho các bạn coi cái phần rau mình nè. Cái này là mồng tơi và mướp và bông thu đũa nha các bạn. Và một ít nấm tiết, một ít nấm rơm. Rồi ở đây mình có một chén mắm mặn nữa các bạn, ở bên cạnh thì các bạn thích thì mình sẽ chấm vào một dĩa bún. Một dĩa bún của mình với lại một cái khay cua hồi nãy mình hấp đó các bạn. Thì mình sẽ chờ cái nồi này nó sôi xong mình sẽ cho cái phần trứng lộn vô. Bây giờ cái phần nồi nó đã sôi rồi các bạn. Đó. Thì mình sẽ dỡ dung ra và sẽ đập trứng lộn vô nha. Trứng lộn thì phần trứng lộn các bạn sẽ dùng trứng lộn sống, nếu các bạn nào ăn được thì khi dùng trứng lộn sống vô đây thì nó rất là ngọt nha. Khi các bạn đập thì các bạn sẽ dùng cái dao và đập ngang cái phần trứng nha. Đập tầm khoảng 4 cái trứng lộn vào cái nồi này rồi các bạn. Đó, và cái trứng này nó gần muốn chín rồi nè. Thì mình sẽ ấy và sẽ dỡ lại cho các bạn coi nha. Thì cái phần trứng lộn đập thì đó, các bạn thấy không? Vừa ăn chứ đừng có già quá, mà cũng đừng có non quá thì nó không ngon nha các bạn. Thì mình đập vô đây và các bạn sẽ nấu cho cái phần trứng lộn này nó chín đi nha. Nấu cho nó chín đi xong rồi mình sẽ bỏ rau. Nếu mà có nào có bọt thì các bạn sẽ vớt cái phần bọt đi. Còn nếu mà cái nào không có thì mình khỏi phải vớt cũng được. Thì giờ các bạn vớt hết cái phần bọt đi và để cho nó sôi và nó chín cái phần trứng lộn nha các bạn. Thì bây giờ phần này nó sôi nó chín rồi, các bạn cho vào đây một ít nấm nè. Và một ít nấm rơm nữa nha các bạn. Đó, thì mình sẽ nhấc xuống. Khi nào các bạn ăn thì các bạn sẽ bật lên cái bếp ga. Các bạn bật lên, bỏ lên bếp ga, các bạn bật vào sẽ bỏ rau vô ăn. Mình sẽ nhấc xuống và quay cho các bạn coi cái mâm của mình chuẩn bị gia đình mình ăn trưa nha. Đó, thì xong rồi, mình nấu ra xong rồi các bạn. Thì cái phần này khi nào ăn các bạn sẽ bắt lên bếp ga và bỏ rau, bỏ đồ nhúng. Thì ở đây mình có một dĩa bún để ăn kèm và một ít nước mắm. Khi các bạn cảm thấy lạc thì các bạn chấm. Mà nếu các bạn nào cảm thấy vừa ăn thì thôi. Thì đến đây lẩu cua mình đã nấu xong rồi. Nếu các bạn nào cảm thấy thích thì hãy cho mình một like, một đăng ký. Phần dưới mình có nút chia sẻ. Các bạn nhớ chia sẻ cho bạn bè mình cùng coi nha. Cách làm đơn giản cũng không mất nhiều thời gian của các bạn. Vì vào thứ bảy, chủ nhật các bạn có thể nấu cho gia đình mình được một bữa ăn á. Thì đến đây video mình đã làm xong. Thì mình xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian bạn theo dõi video mình. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Xin bye bye.